Các thông tin rò rỉ trước đây tiết lộ phiên bản iPhone 15 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera tiềm năng hoàn toàn mới. Nâng cấp này hứa hẹn mang lại khả năng zoom quang học xa hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Thiếu nguồn cung linh kiện sản xuất camera khiến Apple đối mặt khó khăn, ảnh 9 to 5 Max. Tuy vậy, nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ Sony không thể cung cấp đủ cảm biến hình ảnh cho Apple trong giai đoạn đầu. Do đó, dự kiến mẫu iPhone 15 Pro Max có thể sẽ trễ hẹn giao hàng đến người dùng từ 3 tháng 4 tuần. Tình trạng này chỉ ảnh hưởng đến iPhone 15 Pro Max, trong khi sản xuất các phiên bản khác vẫn diễn ra bình thường. Hiện nhiều người tự hỏi liệu Apple có mở bán trước một số dòng máy hay sẽ tạm hoãn lịch mở bán cả 4 phiên bản. Theo Digitime, giá của iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max dự kiến sẽ đắt hơn ít nhất $100 so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, hai mẫu máy này sẽ có giá khởi điểm $1,099 và $1,199. Các chuyên gia dự đoán việc tăng giá có thể dẫn đến sự sụt giảm doanh số dòng iPhone Pro 2023 khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn mức 77 triệu thiết bị. Trang MacRumor cho biết iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ hỗ trợ 6 tùy chọn màu sắc khác nhau. Một thay đổi khác nữa là phụ kiện cắp sạc dự kiến sẽ được thiết kế cùng màu với từng phiên bản màu sắc. Trước đó, nguồn tin từ 9 to 5 Max tiết lộ dòng sản phẩm iPhone 15 sẽ được nâng cấp công suất sạc nhanh lên mức tối đa 35W. Sự thay đổi này giúp người dùng có khả năng sạc pin thiết bị nhanh hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, có khả năng nâng cấp này chỉ áp dụng cho hai phiên bản iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Điều này thể hiện cách mà Apple phân cấp các sản phẩm trong dòng sản phẩm của họ. Bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max hứa hẹn mang lại nhiều cải tiến thú vị cho người dùng.